Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Shibu Ami and Vespa. Hôm nay giới thiệu cả nhà về một chiếc áo Pilot màu xanh tuyệt đẹp, mới 100%. Đây là một dòng áo thời trang của Mỹ sản xuất vào những năm 90 anh em cho 2000, theo tớ biết là như vậy. Và đây, quay một vòng cho anh em xem, rất đẹp anh em, không phải hàng quân đội cấp phát nhưng mà chuẩn hàng Mỹ xịn, sản xuất cho thị trường nội địa Mỹ. Cái dòng thị trường nội địa Mỹ thì nó không có tem mạc nhiều đâu anh em, và cái áo lưng rất là ngắn. Nó khác hoàn toàn so với những dòng hàng Trung Quốc gia công, cũng là của hãng Alpha nhưng Trung Quốc gia công, thì từ chất lượng bo, chỉ, đường kim, mũi chỉ cho đến là cái kiểu áo nó khác hoàn toàn anh em thấy cái tay của áo nó rộng, còn cái áo của những dòng hàng slim, hàng Trung Quốc này nó sẽ ôm gọn hơn chứ nó không có rộng thùng thình như thế này. Nhưng mà lưng của nó lại đặc biệt ngắn anh em, cái lưng của chiếc áo này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 64-65 thôi. Hàng Trung Quốc nó thể rất là dài, anh em thấy mặt tổng thể, mặt trước rất là đẹp, mặt lưng thì nó hơi ngắn, nhưng mà thiết kế của cái dòng áo này nó như vậy, nó ngồi để nó ngồi trong máy bay và nó sẽ gọn gàng, nó gấp lên như vậy đó. Và giá của chiếc áo này là 4,5 triệu nha anh em nha. Anh em là quan tâm về chiếc áo này cứ coi trực tiếp Duy sẽ gửi cái clip này qua Zalo thì sẽ rõ nét hơn rất là nhiều so với những cái mà anh em đang thấy đây đó. Duy quay gần để chia cho anh em thấy hơn. Tiếp anh em, đây là Duy sẽ bán hàng dòng chuẩn Mỹ xịn nha anh em nha, và sản xuất cho thị trường nội địa Mỹ. Nếu như anh em thấy đây không phải là hàng chuẩn của Mỹ sản xuất mà hàng của một nước khác nhái thì cứ call trực tiếp đi Duy, bán anh em 4,5 triệu đền 45 triệu liền, nói là làm 1 đền 10, chứ không phải là nói theo kiểu lằng quằng trên mạng hạ thính ha. Ok, bây giờ Duy sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái áo này nó như thế nào hơn. Quan tâm về chiếc áo này cô Duy số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình nha anh em. Duy quay chi tiết này, anh em thấy cái bo của chiếc áo không, rất là đẹp ha. Đó, cái bo của cái áo nó mới và nó mềm ha, mới cái dạng mới 100% nó đẹp vậy đó. Mà anh em thấy cái mặt trước của dây khóa này nó vẫn còn cái lớp sơn xanh ha, đó bên trong này ha. Và tem của áo đây của hãng Green Beer ha, tem giấy chứ không phải là cái tem ni lông như những dòng hàng mà kia, thì nó sản xuất năm 1993 này ha, cái mẫu này 1993. Và bo mọi thứ đẹp hoàn hảo, dùng khóa của hãng MF gì đây ha. Cái dòng hàng này anh em không bao giờ lo sợ hàng nhái, vì lý do là hàng nhái nó sẽ làm hãng Alpha là chủ yếu chứ nó không bao giờ làm những dòng hàng ít thương hiệu hơn như này. Nhưng mà đây là một cái hãng hay gia công cho hàng quân đội rất là nhiều nha anh em. Và đây, coi cho anh em coi khóa tay luôn, ngay chỗ đây nó vẫn có hai cái vỏ nhựa để cắm viết. Lưu ý với anh em, giá chuẩn 4,5 triệu, không có gì bàn cãi về cái giá đây. Và nếu như anh em thích thì Duy có thể may cho anh em một cái cờ Mỹ xịn nha. Cái cờ này là tháo từ áo Phil rồi ra lên đây à. Đó, nếu anh em thích hoặc thì sẽ bỏ vô túi cho anh em. Giá hôm nay là 4,5 triệu là tặng hai cái này ha, và cái bên này là cái phù hiệu vai à. Anh em thích thì may, còn không gì vẫn sẽ bỏ sẵn trong túi cho anh em với cái áo này thôi nha. Còn anh em muốn mua riêng cái này thì 120.000 một chiếc ha, bao vận chuyển cho anh em luôn. Còn cái này thì không bán bởi vì cái này nó phù hợp với cái áo này, và để bây giờ may cái áo này. Còn cái cờ này thì Duy đang còn khá nhiều. Duy còn rất là nhiều cờ, giá là 120.000 một chiếc bao vận chuyển ha, anh em chuyển đủ luôn nha. À, lưu ý với anh em, có nhiều anh em hỏi Duy là tại sao cờ nó lại may ngược so với mặt cờ Mỹ, có thể là bay ngược để bạc bên này. Còn đặc trường hợp là nếu anh em may bên vai bên này thì nó sẽ có những cái cờ nó thuận như thế này. Và anh em thấy không, nó rất rõ ràng, có thương hiệu mọi thứ đàng hoàng ở đây ha, của nó Alem này, quân đội này, thấy chưa. Nó để nếu mà may bên này, nếu anh em muốn may bên này thì nó sẽ có cái cờ nghịch này, còn muốn bay thuận thì nó sẽ có cái cờ này ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem tin, nếu được thì đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để ủng hộ mình và quan tâm về những chiếc áo Pilot. Lưu ý, chuẩn hàng Mỹ xịn, giá 4,5 triệu, thì hãy coi ngay cho Duy theo số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình nha anh em. Chào anh em.